Kêu kêu mi xuống, kêu mi xuống. Coi kìa. Mi ơi. Mi ơi. Mi ơi xuống có chuyện hả? Xuống nè, xuống nè. Mi ơi, Mi. Cái gì mà kêu sầm vậy? Bình tĩnh nha, nói nha. Henrik nó không ăn kìa. Hả? Henrik ơi, sao vậy nè? Sao nguyên tô cơm còn nguyên vậy nè? Sao không ăn vậy? Có bệnh ở đâu không hả? Tay chân có đau không? Mi ơi em bình tĩnh đi. Nhiều khi hôm nay Henrik nó không có đói cho nên nó không ăn thôi. Nhưng mà anh thấy Henrik bỏ ăn bao giờ chưa? Em thấy nó ham ăn lắm mà. Henrik ơi, có bị gì không vậy con? Chắc là phải đi bác sĩ rồi. Mọi người coi nè, mắt nó đờ đẫn, mặt nó trắng bệch luôn rồi nè. Con chó lông trắng không lẽ mặt đen? Không phải đâu, có bao giờ mặt nó trắng bệch xanh xao vậy đâu. Phải đi bệnh viện rồi. Ôi Henrik ơi, xin lỗi Henrik nha. Bữa giờ không có thời gian chăm sóc cho con phải không? Chết rồi, không được. Nhưng mà em phải đi dạy học mà, làm sao đưa nó đi bệnh viện được? Thì bồ cứ đi dạy chứ sao nữa. Làm như nó sắp chết không bằng vậy á. Tôi đi dạy xong rồi mọi người cũng đi luôn mà, làm sao để nó ở nhà mình được? Thôi được rồi, em đừng có làm quá lên nữa, để anh tính cho. Bây giờ mấy em dắt Henrik đi dạy chung với em luôn đi. Ờ đúng rồi đó. Đúng rồi, dắt tới chỗ làm của em á. Đúng rồi hả? Em dắt Henrik đi theo xong rồi em dạy xong sẽ đưa đi bệnh viện luôn. Ừ. À được á, đi thôi Henrik ơi. Ơ, chị Mi. Hello em. Ơ, Henrik. Tâm Anh ơi, Henrik nè. Hả? Henrik hả? À, Henrik. Lâu quá mới nhà. Mà sao bữa nay chị đem Henrik qua vậy? Ờ, hình như Henrik bị bệnh hay sao á. Ủa vậy hả? Em ơi, người lớn ở nhà đi hết cho em. Dạ, mọi người đi hết rồi chị. Vậy hả? Ê, em trông Henrik giùm chị được không? Chị lên chị dạy nguyên xong một cái là chị chạy xuống liền luôn à. Chị ơi, để em trông cho nha. Được không? Dạ được. Cảm ơn, đồng anh của chị nha. Trông Henrik đi, xong rồi một hồi nữa có gì xong á, cái chị mua sữa dâu cho em được không? Dạ. Ừ, ngoan nha. Henrik ơi, ngoan chơi chị Tâm Anh nha. Dạ, bye chị. Nè, chơi với Henrik đi. Ừ, nó có bị gì là kêu chị nha. Dạ. Henrik. Mẹ ơi, con qua nhà chăm chơi nha. Con chó ở đâu vậy? Chó này ơi, chó này hả? Chó này là Henrik đó. Bạn làm quen với nó. Không có làm quen gì hết. Nó dễ thương lắm ơi. Không, nó dễ thương với ai dễ thương, nhưng mà đứa tao nó không dễ thương. Nó nhìn mặt tao là nó hết dễ thương. Chó luôn phải biết nghe lời người chứ, lì như bò vậy. Ê! Mẹ, sao tự nhiên con chó ở đây vậy? Mẹ đâu ra vậy? Có ai không? À, birthday. Cô đừng có ui da ai da nữa được không? Có gì thì đi vệ sinh đi. Cái kiểu này đâu không phải muốn đi vệ sinh. Thì cứ kệ cô đi, em cứ tập trung em học là được rồi. Chà. À. Đau bụng thì phải đi giải quyết chứ. Cứ ngồi gồng ui da hoài vậy làm sao tôi học được? Để nó không có giải quyết được. Mà sao em học không được? Thì cô cứ ui da ui da làm sao tôi tập trung? Nhưng mà bụng của cô mà. Có phải là bụng em đâu mà sao em không học được? Cô cần uống thuốc tiêu hóa không? Không, từ sáng giờ có ăn cái gì đâu mà. À. Gì nữa? Cô chuyển sang rên rỉ hả? Cô rên hồi nào? Chứ cái gì kêu kìa. Đó. Hả? Tiếng của Henrik. Để cô xíu. Henrik. Ủa? Henrik ơi.
sao ai cột em ở đây vậy? Trời ơi, chắc mệt lắm phải không? Hả? Sao cột ở đây vậy trời? Chó của cô đó hả? Tôi cột quá. Thì ra là thủ phạm á hả? Tại vì tôi thấy nó cứ liếc tôi, cho nên tôi cột qua lại đó. Nó liếc anh. Ủa anh có tỉnh táo không vậy? Chắc cũng không được tỉnh táo cho lắm đâu. Anh nghĩ sao vậy? Anh có biết nó đang bị bệnh không? Anh nhốt nó ngoài đây rồi cột nó lại trời nắng chang chang thì sao nó chịu nổi? Không phải tôi không muốn đâu. Tại vì tôi bị diễn cái lông chó. Sao người anh tùm lum tà la bệnh hết trơn vậy? Hết bệnh nó sợ không gian hẹp mà tới diễn lông chó. Nó đối xử với con ta vậy. Là tím hai, cái chuyện diễn với lông chó đó phải mình tôi bị đâu. Chứ người mà đi dạy thêm mang theo chó trên đời chắc có mình cô quá. Nhưng mà anh cứ nói đang bệnh mà anh nghĩ sao anh đem ra ngoài đấy? Vậy không lẽ bây giờ tôi đi ra ngoài? Nó chỉ bị cảm bình thường thôi, chứ không có lỡ mồm lông móng đâu mà em sợ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Về nhà em cho nó uống thuốc á, vài ngày là nó khỏe lại liền à. Dạ. Anh đi lấy thuốc đây. Dạ. Tội nghiệp quá, Harry ơi, chắc là con mệt lắm đúng không? Hả? Nắng lắm cũng mệt chứ bộ đúng không? Tất cả là tại cái tên tiến sĩ đáng ghét đó. Con yên tâm đi Harry, lần này chị sẽ không buông tha cho ổng đâu. Nè em, thuốc nè em. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không sao, không sợ. Không sợ nha con, về uống thuốc nha. À, bác sĩ ơi, ở đây á, hình như có chó tới đây để mà cạo lông, tỉa lông chó, đúng không bác sĩ? Ủa, chị để quên gì hả? Hả? Không, chị không có để quên gì hết á. Mà có cái tên bác sĩ đáng ghét đó ở nhà không vậy em? À, dạ không, chú đi ra ngoài rồi chị. Dạ hả? Ủa, chị để quên đồ ở trên phòng của Nguyên á. Chị lên chị lấy cái, chị chạy xuống liền nha. Vậy mà chị nói là không quên gì. Tiến sĩ, hôm nay ta sẽ cho người biết đây. Ngủ hả? Xem anh hả, có ngủ y được không? Đồ cái tên đáng ghét, dám đối xử vậy hả? Cô làm gì vậy? Chuyện của tôi anh hỏi làm chi? Ủa, mà sao anh vô phòng anh không chịu gõ cửa? Chị nói gì vậy? Đây phòng của tôi mà. Cô nhét cái gì trong cái gối của tôi vậy? Phòng của anh, nhưng mà anh hỏi thì tôi có trả lời hay không là chuyện của tôi. Về. Yeah. Làm gì vậy? Nhét gì không đây? Cô nhét lông chó đúng không? Gì? Ủa? Thì anh bị dị ứng với lại cái gì? Lông chó? Là nó đó! Đáng đời anh lắm, cái đồ đáng ghét. Tôi dị ứng lông chó, cô nhét lông chó làm gì vậy? Cô muốn giết tôi đúng không? Ủa? Chứ anh đối xử với Harry của tôi thì sao? Tôi làm gì với con chó của cô? Cô đi dạy học mà cô dắt theo con chó. Nhưng mà tôi làm gì cũng có lý do chứ bộ. Lý do gì? Tôi làm gì cô? Cô dắt con chó đây hả? Nói chung là anh đối xử với Harry vậy tôi biết chưa? Này đứng lại. Trong cái gối đó cô nhắc ở đâu được không? Không biết, không biết gì hết. Cô đứng lại cho tôi. Nói cho tôi biết ngoài gối đó. Nào, cô giấu gì không đó? Cô giấu lông chó đó. Không phải. Cô giấu lông chó trong đó. Không. Đúng không? Tiến sĩ không giận. Cô giấu lông chó đúng không? Không giận, không giận anh, không giận anh nữa. Tôi nói cho cô biết. Cô đừng có giả bộ nha. Có chuyện gì? Cô đừng có giả bộ nha, đừng có diễn cái mặt tôi. Có chuyện gì vậy chú? Chú xin lỗi. Chị My, chị sao chị My? Không gì đâu. Cô đừng có diễn cái mặt tôi nha. Đừng có tưởng em qua mặt tôi. Chú ơi, không phải.
phải đâu, hình như là chị My đau thiệt đó chú. Chị có sao không chị My? Chú, chị My đau thiệt đó. Cô sao vậy? Ê! Cô sao vậy? Chú, chở chị My đi chú. Ê! Thôi, ráng chịu đi chị. Để con mở cửa cho. Cô ấy bị gì vậy? Cô ấy bị bệnh cấp. Nhưng mà tất cả bác sĩ đều bệnh hết rồi, chắc là không phải mổ đó. Được rồi, chuẩn bị phòng mổ cho cô đi. Được rồi, để tôi chuẩn bị phòng mổ ngay. Bác sĩ ơi, mổ cho em được rồi. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi phải mổ ca khác rồi. Tôi mổ cho cô không được mà. Bác sĩ khác. À, cái vụ lông chó hay gì? Yên tâm, tôi sẽ không trả thù đâu. Tôi xin lỗi, để cho anh mổ cho tôi đó. Chị ơi, sau khi bị chết chị hơi buồn ngủ một tí nhé. Chào cô. Dạ, tôi đã nói tôi không muốn anh phẫu thuật cho tôi mà. Tôi xin lỗi, nhưng không còn bác sĩ nào khác đâu. Nhưng mà trước khi phẫu thuật, tôi muốn hỏi cô một câu. Lông chó cô còn giấu đâu? Mấy ơi, anh tính nuôi em thôi à? Uy hiếp hả? Thì là cô không nói đúng không? Được rồi, tôi sẽ phẫu thuật đây. Nhưng mà tôi chưa thấm thuốc mà. Cô nói gì? Tôi chưa thấm thuốc mà. Yên tâm, chưa thấm thuốc mà tôi không phẫu thuật được hết. Bây giờ tôi bận gì lắm, phải mổ liền, nhanh, gấp, gọn, lẹ. Hai cô làm ơn qua đây, cô một tay còn xin cô lại chúng tôi đây. Cho thêm thuốc mê đi. Được rồi, yên tâm đi. Hít thở vô, ngủ giấc thật sâu, tỉnh lại là xong rồi. Tỉnh lại là xong hả? Đúng rồi. Không được, tôi sẽ nói tôi không cho để đâu. Chỗ nào nữa không? Anh có trả thù tôi không? Yên tâm đi, tôi không trả thù đâu. Thôi, bây giờ nhắm mắt lại, hít hơi thật sâu đi. Khoan. Chuyện gì nữa? Mùa hè tôi phải mặc bikini tắm biển, làm cho thương thẩm mỹ cho đẹp nha. Muốn đẹp đúng không? Muốn đẹp cỡ nào?